gửi anh người bạn đời. Xin quý vị cùng lắng nghe. Cùng bên nhau đi suốt cuộc đời. Rồi ngày mai sau sẽ có lúc vui buồn khổ đau, sẽ có lúc ta chẳng hiểu nhau. Đừng rơi trong tố mưa gió bao buồn. Thì người yêu ơi, giang đôi tay ôm anh thật chặt, ta bên nhau nhìn về một hướng, không buồn phiền cũng chẳng âu lo. Mình cùng nắm tay nhau đi trên đường đời, cùng siết vai nhau cho nhau nụ cười. Và rồi nắng tình yêu theo ta ra người, đêm màu hạnh phúc. Cuộc đời có bao lâu anh ơi đừng chờ, mình hãy cho nhau yêu thương từng giờ, để hạnh phúc theo em, theo anh về nhà cùng đàn con thơ. Xin mời quý vị có thể cho Hiếu Phạm và Bích Tiên một tràng tay được không ạ? Và xin cảm ơn các bạn quý vị. Tháng này sẽ mãi mãi ghi trong lòng anh, sẽ khắc dấu tim ta vào nhau từ giờ về sau cho đến muôn đời. Tựa vô vai anh thấy ấm áp an nhiên là thế, cho anh xin niềm vui về đây, cho em yêu nồng nàn bóng trái. Hãy
theo anh về nhà. Chán đây yêu thương. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.